Thưa quý vị, thưa các bạn, với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ nhằm thu hẹp khoảng cách giữa khu vực này với các khu vực khác, mà trong đó chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đóng một vai trò hết sức quan trọng. Tiếp nối cho giai đoạn 2015-2020, chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025 hết sức cần thiết nhằm xây dựng và phát triển hệ thống phân phối sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, thu hẹp khoảng cách về phát triển thương mại của khu vực này với các vùng miền khác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, đảm bảo an ninh quốc phòng tại khu vực này. Chương trình được thực hiện tại 287 huyện có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn với kinh phí được huy động từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hỗ trợ khác. Mục tiêu của chương trình là phấn đấu đạt mức tăng trưởng hàng năm về tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo khoảng từ 10 đến 12%. Số lượng thương nhân, doanh nghiệp có năng lực thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động thương mại tại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo mỗi năm tăng trung bình từ 8 đến 10%. Nhằm hỗ trợ khu vực này phát triển, hàng năm, Bộ Công Thương qua các năm đã phối hợp và cấp kinh phí cho một số địa phương triển khai kết nối và thu hút các thương nhân, doanh nghiệp đầu tư, phát triển hoạt động thu mua, quảng bá sản phẩm hàng hóa nông lâm thủy sản của khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Qua các đề án như đề án phát triển thương mại, chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn với kinh phí hàng trăm tỷ đồng, vân vân. Thông qua việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, kết nối tiêu thụ tại các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Kiên Giang, đặc biệt là với các tỉnh có sản lượng nông sản lớn như Sơn La, Hải Dương, Bắc Giang, Đồng Tháp, Long An, qua đó hàng nghìn tấn nông sản mùa vụ đã được tiêu thụ kịp thời. Tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ sản phẩm xoài và nông sản trên địa bàn tỉnh Sơn La của niên vụ 2022. Mục tiêu của hội nghị đó là chúng ta kết nối các thị trường, từ thị trường của các nước qua các kênh của các tán thương mại các nước, rồi qua các tổng lãnh sự để chúng ta mở rộng được thị trường tiêu thụ. Thứ hai nữa là để các doanh nghiệp, các tập đoàn, các đơn vị, các thương nhân có những cái mối liên kết giữa các đơn vị với nhau và các tập đoàn kinh tế để làm sao chúng ta thực hiện cái việc xuất nhập khẩu hàng hóa và trực tiếp là nông sản tỉnh Sơn La. Thứ hai nữa là chúng ta đưa các sản phẩm nông sản chúng ta vào các hệ thống tiêu thụ trong nước, gồm hệ thống siêu thị và các chợ đầu mối, rồi các cái thương lái chúng ta đang tổ chức triển khai thực hiện. Chính đó là quảng bá, giới thiệu chất lượng sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La và cũng là mục tiêu để chúng ta tiêu thụ, đưa vào chế biến, đưa vào xuất khẩu, rồi tiêu thụ trong nước để đảm bảo là niên vụ 22 chúng ta tiêu thụ hết các sản phẩm nông sản. Chúng tôi cũng mong muốn là qua cái việc tổ chức sự kiện cũng như là giới thiệu các cái sản phẩm tiềm năng của địa phương đến với người tiêu dùng ở trong nước cũng như là các cái thị trường xuất khẩu tiềm năng là cái việc làm rất có ý nghĩa và cần thiết phải tổ chức thường xuyên. Tuần hàng Việt rồi chương trình kết nối vùng miền thì cũng được các cái doanh nghiệp của các tỉnh thành phố tham gia và thu hút hầu hết các cái tỉnh thành phố trong cả nước đưa hàng hóa về quảng bá trên địa bàn thành phố Hà Nội và cũng giúp cho Hà Nội là kích cầu tiêu dùng, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và đảm bảo cân đối cung cầu trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngay như với thị trường Trung Quốc, các hội nghị, hội thảo kết nối giao thương được tổ chức giữa các địa phương của Việt Nam như Lào Cai, Quảng Ninh với các tỉnh của Trung Quốc nhằm tìm kiếm giải pháp trong việc hình thành chuỗi cung ứng, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hiện đại, bền vững, tạo điều kiện cho sản phẩm nông sản thế mạnh của địa phương cung ứng vào hệ thống phân phối trên cả nước và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, luôn thu hút được hàng trăm đại biểu từ các cơ quan quản lý, đặc biệt là doanh nghiệp hai nước Việt Nam, Trung Quốc tham dự. Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình hội nghị, hội thảo, kết nối giao thương, sự tham gia trưng bày, giới thiệu quảng bá mạnh mẽ các sản phẩm hàng hóa là lợi thế phát triển của các địa phương nói chung và khu vực biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo của Việt Nam như Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nam, Quảng Ninh, Yên Bái, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bến Tre, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, An Giang, Long An, Kiên Giang đã mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp, đơn vị đầu mối về xuất nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản của hai bên gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, giao lưu tìm hiểu đối tác, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, tiêu thụ hàng hóa. Hàng trăm hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa với các đối tác Trung Quốc đã được ký kết. Quyết định số 964/QĐ-TTg về phê duyệt chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025 đã tạo bước ngoặt quan trọng phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, đảm bảo an ninh quốc phòng.
Thank you.